Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Thì lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm nay tiếp tục thì chúng ta lại xoay quanh câu chuyện của đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý như mọi người. Như tất cả mọi người thì cũng đã biết trong cái thời gian này đàn gà con vẫn đang tiếp tục được nghỉ ngơi cũng như bán cái hàng online như Thiên Ngân và Tuyết Nhung thì cũng vẫn tiếp tục bán hàng cái công việc của mình. Thì trong buổi tối ngày hôm qua thì bé Tuyết Nhung có livestream và bé cũng bán hàng online và cũng đã nói rất là nhiều những cái điều mà khiến cho tất cả chúng ta bất ngờ đúng không ạ? Nếu như các quý vị có ai đã xem được cái livestream đó của bé Tuyết Nhung thì các quý vị cũng hiểu vì trong thời gian này các bé có thể là tạm được nghỉ một chút những cái live show thì các bé có thể làm những công việc của mình đó là bán hàng. Thì trong cái cuộc sống thì không phải chúng ta cứ làm một việc mãi mà chúng ta cũng phải làm việc nọ việc kia. Cái thứ nhất là để thỏa mãn những cái đam mê, ví dụ như những cái việc mà đi hát live show, những cái việc mà trách nhiệm phải làm thì là các đàn gà con vẫn hoàn thành rất là tốt. Còn ngoài ra những cái công việc là đi biểu diễn của mình thì đàn gà con lại quay trở về tiếp tục với những cái công việc kinh doanh. Thì kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng muốn gửi tới tất cả mọi người một số cái thông tin. Đầu tiên là liên quan đến bé Quỳnh Trang. Thì bé Quỳnh Trang ngày hôm nay cũng đã lên tiếng và có một vài cái động thái rất là mới. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật cho tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị trong ngoài nước. Chúng ta được nghe những cái thông tin mới này của bé Quỳnh Trang nha. Hè đến rồi, mọi người ơi, có dự định gì không ạ? Quỳnh Trang sẽ đến với Khánh Hòa để cùng tham gia cái chương trình Đêm Sài Gòn và khám phá những điều bất ngờ và thú vị. Hãy cùng Quỳnh Trang đến để nghe những câu hát bolero mang đậm bản sắc của dân tộc nhé. Ngoài những nghệ sĩ khác biểu diễn lại còn được đại gia bia Sài Gòn bao được uống bia nữa. Chơi trò chơi hấp dẫn, mọi người nhớ chiếc hẹn này với Quỳnh Trang nha. Thời gian là 17 giờ cho đến 21 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 5 2023, địa điểm sân vận động 16 trên 7 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Và kính thưa quý vị, live show này thì Quỳnh Trang cũng đã tức là Quỳnh Trang cũng đã đến đây để mà cũng đã thông tin cho tất cả chúng ta được biết và đã hẹn tất cả mọi người chúng ta, thì nếu ai có thời gian chúng ta có thể là vào xem cho mọi người. Thì cái thông tin tiếp theo thì ngày hôm nay thì đó là những cái thông tin mà Quỳnh Trang đã đăng tải, thì cũng mong muốn sao cho các quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho Quỳnh Trang thật nhiều và để sau này Quỳnh Trang có thể dẫn dắt cho các em tốt hơn cho mọi người. Cái thông tin thứ hai thì Vượng Hạnh cũng muốn thông tin đến cho tất cả chúng ta biết cái thông tin về bé Thiên Ngân nha mọi người. Thì ngày hôm qua thì bé Thiên Ngân cũng có đăng tải những cái thông tin rất là mới, tức là bé Thiên Ngân xin cảm ơn cả nhà ủng hộ siêu nhiệt tình 2 ngày qua đó, có điều sai sót mong mọi người bỏ qua vì chúng con vừa mới tập kinh doanh nên còn rất là lóng ngóng ạ. Hiện nay có nhiều cô chú anh chị chưa biết cách đặt hàng bên con xin hướng dẫn cả nhà nha. Cách 1, bình luận trực tiếp trên các bài viết trên trang Phạm Thiên Ngân Singer, con sẽ trả lời và nhắn tin cho mọi người ạ. Sau đó mọi người vào phần tin nhắn hoặc là tin nhắn chờ để trả lời ạ. Cách 2, gửi tin nhắn vào trang Facebook cá nhân Phạm Thiên Ngân hoặc trang Phạm Thiên Ngân Singer để đặt hàng. Sản phẩm bên con cam kết 100% chính hãng và hàng Nga, Thái là hàng xách tay từ từ người thân nên cả nhà cứ an tâm nhé. Mọi thắc mắc về sản phẩm cứ nhắn tin cho con sẽ tư vấn nhiệt tình ạ. À, tin nhắn và bình luận có đôi lúc sẽ bị sót, mọi người có thể nhắn và bình luận lại một lần nữa giúp con để con thấy được và phản hồi nhanh nhất có thể cho mọi người nhé. Thì kính thưa quý vị, dạo này thì các bé vẫn cứ tiếp tục kinh doanh online của mình
và cũng có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị đã vào ủng hộ cho các bé. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, thì kể cả anh Mạnh Quỳnh cũng vậy. Ngày hôm qua thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã có một vài cái thông tin và cũng có viết một bài thơ, thì Vượng Hạnh cũng đã đọc cho các quý vị nghe rồi, đúng không ạ? Bài thơ đó cũng rất là, thật sự rất là hay. Thì sau đấy thì Vượng Hạnh sẽ đọc qua cho mọi người một cái thông tin nữa mà anh Mạnh Quỳnh có đăng tải từ ngày hôm qua nhé mọi người. Quang Lê vào app của Mạnh Quỳnh chỉnh thì nhìn như chàng trai sinh viên mới tốt nghiệp vậy. Live show Mẹ Là Tất Cả của nam ca sĩ kiêm bầu show Quang Lê tổ chức tại quận Cam, miền Nam California tối chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023. Anh em chúng tôi thương chúc cho khán giả khắp nơi một ngày mới và tuần mới an vui và hạnh phúc và nhiều năng lượng nhé. Đó là cái thông tin của, kính thưa quý vị, là của anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải cùng với hình ảnh cùng với anh Quang Lê, và cũng có một số các quý vị khán giả cũng vào bình luận như sau: anh hay nhớ giữ gìn sức khỏe, nay nhìn anh ốm quá chị hay nhìn thấy là xót lắm đó anh, chúc anh thân tâm luôn an lạc và may mắn trong cuộc sống ạ. À, thì có rất là nhiều cái bình luận rất là hay mọi người ạ. Sau khi mà anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải cái hình ảnh này với anh Quang Lê thì có rất là nhiều các quý vị đã ủng hộ. Anh cứ mãi trẻ đẹp như chàng thư sinh vậy nha anh, luôn là điều mọi người thương yêu anh, muốn như thế để anh có được sự mạnh mẽ, năng lượng đầy đủ, trao đến những nhạc phẩm hay và ý nghĩa, gửi lời hát ngọt ngào sâu lắng, nghe sang, vừa chạm đến trái tim người yêu âm nhạc và người thưởng thức, thương mãi anh chị Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Thưa quý vị, đó là những cái bình luận, là một số bình luận rất là hay khi mà anh Mạnh Quỳnh đăng tải cái bài viết này. Thì cũng tiếp theo là một số cái thông tin về bé Tuyết Nhung cho mọi người. Thì ngày hôm qua bé Tuyết Nhung cũng có livestream, tức là livestream tối ngày hôm qua bé bán hàng, thì bé cũng mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và cái câu chuyện mà bé nói chắc quý vị cũng đã hiểu rồi, đúng không ạ? Thì bé đã nói hết ở trong trong livestream buổi tối ngày hôm qua. Thì tất cả mọi người có thể vào trang Facebook của bé Thanh Ngân để chúng ta xem nha. Thì tức là bé Tuyết Nhung cũng dạo này cũng đã bán hàng cũng rất là tốt, bởi vì cũng có trong thời gian vừa qua có một số cái câu chuyện nó lùm xùm nó xảy ra thì cũng thật sự cũng rất là buồn, mà có đang có rất là nhiều những cái hành động, có những cái câu nói nó làm ảnh hưởng tới các bé rất là nhiều. Có người cũng bình luận vào trang của Vượng Hạnh rằng Thiên Ngân giống Hồ Văn Cường, thật sự mình không hiểu các bạn nghĩ gì mà các bạn lại nói như vậy. Cái đó thì mình nói đừng nói như vậy, tạo nghiệp sau này cho đời mình nó khổ ra. Vì trong con người thì mình cũng có người thương người ghét, nhưng mình cũng thương người và mình cũng ghét người là chuyện bình thường. Bởi vì trong số những lời nói của bé Thanh Ngân vừa qua thì những cái câu nói đó mọi người có biết rằng em nói ai không, mà mọi người đừng có đặt Thiên Ngân với Hồ Văn Cường làm gì cả. Bởi vì Thiên Ngân với Tuyết Nhung là một trong những cái người mà khán giả yêu quý nhiều nhất. Thì vừa rồi cũng có bị xúc phạm, bé Thiên Ngân bị xúc phạm một số lời nói cho nên bé rất là bức xúc. Thì bé cũng chỉ mong rằng là, mà bé không muốn nói nhiều, bé chỉ nói một câu rằng là không phải ai cũng là người. Đó, thì những cái câu đó là cái câu bực tức mà là bé nói cái người mà đã xúc phạm bé thôi. Còn tất cả mọi người chúng ta hôm nay được ngồi đây và được nói chuyện với nhau, đó là một cái điều hạnh phúc vô bờ bến cho tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người, chúng ta còn may mắn gấp gấp tí tí là những cái người mà số phận nó hổng hiu, thưa quý vị. Cho nên rằng chúng ta không hiểu câu chuyện gì thì chúng ta đừng vào chúng ta nói để cho các bé phiền lòng, làm cho các bé phiền lòng. Đơn giản như anh Mạnh Quỳnh ngồi dỗi anh viết một bài thơ đăng lên thôi mà Vượng Hạnh cũng cập nhật cho các quý vị được thấy, thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận vào nói rằng ám chỉ anh Mạnh Quỳnh, sao mọi người sân si nặng quá vậy, bởi vì anh có làm gì ảnh hưởng tới gia đình mọi người mình của chúng ta đâu, chúng ta không xem thì thôi chúng ta bỏ đi, chúng ta không xem nữa.
Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta cứ vào xem, yêu quý ai thì chúng ta xem, còn không yêu quý thì thôi. Mọi người không có quyền phán xét, hoặc không có, xin lỗi quý vị, là mọi người không có quyền lăng mạ người khác. Bởi vì người ta không làm gì mình thì mình đừng lăng mạ người ta, vậy thôi, rất đơn giản. Tại sao các quý vị lại cứ phải lăng mạ người ta, các quý vị mới chịu được? Những cái lời lẽ đó thì các quý vị chỉ dành cho những cái một những cái người mà thật sự nó không còn là người nữa, thì các quý vị mới xúc phạm như vậy được. Tự nhiên các quý vị cứ vào xúc phạm vô cớ, những cái điều đó nó làm ảnh hưởng tới người khác chứ. Các quý vị phải hiểu rằng không ai làm tròn được cái, không ai làm yêu thích mình 100% được cả. Thế nhưng mình không thích thì mình ra ngoài, mình đừng nói những cái lời nặng nề với người ta, làm ảnh hưởng tới tâm trí, làm ảnh hưởng tới công việc, làm ảnh hưởng tới thanh danh của người khác. Đó là một trong những cái mà sau này các quý vị chịu nghiệp rất là nặng. Vì tất cả chúng ta ở đây ai cũng mong muốn rằng ai cũng khen mình thích chứ, ai cũng khen mình rất thích. Nhưng mình phải hiểu rằng ở cuộc sống cũng có người khen người chê, đó là đúng. Thế nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu là đơn giản đến mạnh Quỳnh, anh không động chạm gì đến gia đình nhà ai cả. Một người thích một người xem thôi mà, một người không thích một người đi ra ngoài. Tại sao lại đi lăng mạ người ta như vậy? Những cái điều đó, những cái điều không nên, những điều đó là chúng ta phải bỏ đi. Trong khối óc của chúng ta được sinh ra làm con người, được có biết nói, biết nghĩ và biết cư xử, thì chúng ta hãy cư xử cho đúng mực. Đừng bao giờ lăng mạ người khác xong lại cuối cùng bị lăng mạ nhiều quá người ta cũng bức xúc chứ. Bức xúc thì người ta lên tiếng rồi bắt đầu lại gò vạch vòi người ta ra để mà cấu xé, để mà chỉ trích. Đó là những cái mà các quý vị phải thận trọng và cũng không nên nặng lời quá với tất cả mọi người làm gì. Đơn giản chúng ta thích xem, không thích thì ra ngoài. Không nên dân si, không nên hận thù, không gì cả. Cũng không ganh ghét ai làm gì cả. Đó, kính thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay Vượng Hạnh cũng muốn nói với quý vị một đôi chút những lời là như vậy. Bởi vì bé Thiên Ngân đã Tuyết Nương vừa rồi là cũng rất là đau lòng vì những cái câu nói, câu xúc phạm rất là nặng. Nhưng các bé vẫn đứng vững, các bé vẫn luôn luôn được sự dạy bảo của quản lý Diễm Phạm và anh Mạnh Quỳnh. Bởi vì anh Mạnh Quỳnh đã trải qua rất là nhiều những cái năm tháng bị kiểm như vậy. Cho nên hôm nay anh Mạnh Quỳnh cảm thấy rất là bình thường. Càng nói như vậy thì anh Mạnh Quỳnh càng cảm thấy những cái người đó là cái người rác rưởi và cái người quá tầm thường. Đó. Đến bây giờ anh Mạnh Quỳnh với Diễm Phạm luôn luôn dạy cho các con làm dâu trong họ nó quá khó, nhưng ai yêu thì làm, ai không yêu thì không cần. Rõ ràng là như vậy, quan điểm sống nó là phải như vậy, ai thích xem không thích ra ngoài. Cho nên là cũng anh Mạnh Quỳnh và quản lý Diễm Phạm mong muốn cho các con là không để ý tới những cái lời lẽ nó không hay và những cái nó nặng nề cho đầu óc làm gì cả, để cho đầu óc thư thái, để còn phục vụ cho những người nào thích nghe đó, còn phục vụ cho những người nào có ý thức, có trí thức, rồi phục vụ cho những người mà luôn ủng hộ chúng ta. Thế còn không phải phục vụ cho cái rác rưởi nó nổi trôi bên ngoài, đúng không thưa quý vị? Vậy là ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng muốn cập nhật cho các quý vị biết một số thông tin như vậy. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh. Xin chúc cho mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Và quý vị xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy nhấn chuông để ủng hộ. Và đặc biệt là hãy bình luận để chúng ta cùng nhau ủng hộ cho đàn gà con cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo.